Nó tự nộp tiền cho bản thân nó luôn trời. Nhưng cái này nó là quốc gia của nó luôn sao á. Do mối đợi địch của mẹ. À, cho cốt của mẹ mình. Ôi vãi lồn. Vãi lồn này bị dị hả? Ôi mẹ ơi, ông nội, thằng này nó chấm vô cho cốt đã thiêu của mẹ mình á, xong rồi nó chấm nó liếm. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới, cũng là series Far Cry luôn, nhưng là một cái phần khác. Đó chính là Far Cry 4. Ok, thì sau khi kết thúc cái series Far Cry 3 thì mình làm tiếp tục cái Far Cry series này luôn. Thì mình muốn là, như mình đã nói từ trước, là mình sẽ làm hết full series Far Cry luôn. Tất nhiên thì là mình sẽ không làm Far Cry 3 loot, loot gì đó. Loot gì mình quên. Loot đi, loot dễ quên rồi. Nhưng mà cái series Far Cry loot gì đó khá dở. Mình cũng không thích chơi nữa. Lý do mình biết nó dở bởi vì hồi đó mình có chơi được một đoạn rồi mình thấy nó chán chán hay sao á, nên là mình không có chơi. Ok, còn cái lần này mình sẽ chơi Far Cry 4, nhưng mà Far Cry 4 Việt hóa. Game này hả, thì ngày xưa mình đã rất lâu rồi. Nói chung là cái thời mà mình chơi game này cũng hồi mình còn cấp 3 các bạn. Lâu lắm luôn rồi. Hồi cuối đầu cấp 3, đầu những năm cấp 3, như lớp 10 thì phải. Lớp 10, lớp 11 vậy á. Ủa khoan. À, game này thì mình có bấm Việt hóa luôn. Chết rồi. Quên bấm subtitle rồi. Game này thì mình có cài Việt hóa luôn, cho nên là dễ chơi, dễ hiểu cốt truyện sâu hơn. Rồi, vấn đề là bây giờ sao nó không có Việt hóa gì hết trơn ấy trời. Cái đoạn sau không bật subtitle. Má ăn khỉ kìa. Rồi lính gì đây? Mấy anh trai này làm gì đây? Dạ, tụi nó dòm mì ở phía dưới luôn kìa. Tụi này nhìn hơi ngông nha. Mình ở cái quốc gia là Kirat à? Cái gì bị phát hiện cái gì dưới đây rồi nè? Đù, tụi áo vàng là gì vậy? Đem bro, má tụi nó bắn kìa. Đù má hay. Như khủng bố các bạn. Ui, má đù, mình có làm mẹ gì đâu. Tôi bị oan ơi, má ơi, tôi bị oan má ơi. Trời ơi, cái em có làm cái gì đâu má trai này. Mình chưa có được bật subtitle nữa, để giữ chút bật lên nữa. Em vô tội anh ơi. Gì đây? À, hình như là anh đại. À, nhớ rồi, ngày xưa mình có chơi game này rồi. Thằng này chùm cuối vậy đây nè. Anh đại. Thường mấy thằng chùm cho Far Cry nhìn nó dị sao á, khùng biến điên á. Má, nó kẻ mắt hả? Ôi trời đâu, lính rén mẹ rồi. Nó kêu mình đừng có bắn nữa. Là sao đủ má, rõ ràng có tụi áo vàng nó bắn mình mà. Thì tụi này tự vệ thôi, có gì đâu. When things get out of control. Cái lùng mía. Má. Nó cầm cái bút xong nó đâm lính nó luôn hả? Má mạng người như cỏ rác vậy trời. At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. Hơi sợ nha, bắt đầu hơi sợ đó. Má mặt máu văng đầy mặt rồi kìa.
Em đâu sợ anh trai nữa nha anh trai. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you. But I don't think I know your name. Không bật subtitle thì nó ngu sao à? Còn ông già này thì rén mẹ rồi. Ông già này ngoan ngoãn luôn. Strong silent type. I like it. I am terribly. Nghe mày lâu lắm mà mày đẹp thế ta. Ngày xưa chơi mình cũng thấy đẹp sẵn rồi, nhưng mà mình không nghĩ bây giờ nhìn lại vẫn đẹp. Đẹp vãi, nhìn cái đầu nó bị mớp, bị lủng lỗi rồi. Phải cái bút miệng, cái bút hay viên đạn. Ồ, mình đấy hả? Ôi, con đẹp trai nha. Mặt mình bơ luôn. Mặt mình đơ mẹ luôn. Đơ luôn. Mới vào game không có subtitle, đọc không hiểu nhiều đi lắm. Yeah, Far Cry 4. Má mong là mấy cái nhạc này đừng có bị ấy, bị đánh bản quyền. Vì đánh bản quyền là chết mẹ luôn á. Tới thui trời. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. Quá đủ, mình đang bị chùm bao bố hả? Má nó chụp hình xong tưởng thân. Tưởng thân. Mẹ thiệt luôn á, tưởng thân mới vui chứ đúng không thân, còn chùm bao bố nó vui mẹ gì nữa. Well, go on, take the bloody bag off his head. Okay. Terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. Cái phía trước hả? Cái phía trước này hình như là cái cho cốt hay sao á? Little monkey, whose name I still don't know. Cho cốt của ai đây này mà hồi nãy mình cầm á? You really don't remember me, do you? Không chỉnh được hả? Your mother, she never. Oh, vừa lờ mái chân đầu khỉ này, chắc tụi này chặt đầu khỉ ra ăn nè. Chắc luôn má mấy món tẩm lợn thì. How much do you need? All of it. Here we are. Đồ mới tự làm tiền cho mình luôn. That's you. That's me. Nó tự làm tiền cho bản thân nó luôn trời. Nhưng cái này nó là quốc gia của nó luôn hay sao á? Do mó đợi đi con mẹ. À, cho cốt của mẹ mình. Ôi vãi lồn. Vãi lồn thì bị dị hả? Ôi mẹ ơi, ông nội, thằng này nó chấm vô cho cốt đã thiêu của mẹ mình á, xong rồi nó chấm nó liếm. Mình thì rén mẹ rồi, đâu có dám làm gì đâu. Trời má. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip. Này, này dị quá. I couldn't help tấm lợn thế nào ấy. Ê, đúng rồi, nó lấy cây đâm vô dài nha. It's not me. No. It was the fucking golden path. Cái lồn má. Biết ngay mà. They ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text? Biết ngay là kiểu gì ổng cũng bị đâm mà. You guys were not checking for these anymore. I'm lấy nhắn tin gì? You'll love this part. Help. Help. A text for help. You don't text for help. You cry for help. So come on, you're gonna cry for help. If you're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Try for help. 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 No, help. Help. You mean it. Help. Help. From your diaphragm. Cười vãi đầu luôn. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for. Mấy thằng này dị quá các bạn ơi, thằng này biến thái sao á? Như nó bị biến thái gì á? Find out what he knows. Terrorists, right? Now. Rồi anh trai này bị bắt luôn rồi. Right here. Enjoy the crab rangoon. Enjoy con gì má, lấy cái cho chốt của cốt của mẹ mình xong nó kêu mình enjoy đi.
Phá vãi lồn thiệt. Ok, cất vô. Rồi vô game rồi đó. Vô game chưa? Ok, doanh trại của Diplo gì đó. Thằng tên là Diplo à? Ok, để mình chỉnh ấy đã. Đồ họa, bấm vô đồ họa để chỉnh subtitle đúng không? Chung hả? Vậy là phải chung, vậy là phải bấm chung hả? Vô đề mẹ, quên bật vô đề thấy không? Hèn gì. Ok, 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 ok. Xem cái tại vì việc khóa sao mình cũng mình lạ lạ. Chất lượng đồ họa có cực cao không? Cực kỳ cao. Oh. Áp dụng. Ok. Tại game cũ mà lo gì? Thôi 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 thôi. Nhìn này mọi đồ tương phản hả? Đồ tương phản vừa thôi. Giải màu là sao? Thôi để bình thường đi. Game setup sao là đẹp sẵn rồi, đừng có phá. Ok. Chỉ sợ là... Không, thấy mờ mờ không? Mình phải cài đặt đồ họa này để cho nó... Tắt tắt cái motion blur gì đó. Vi sinh đệm 3 lần là cái gì? Cài đặt nâng cao chất lượng. Ok, để xem coi. Thử răng cưa hả? Được rồi, được rồi. Nước địa hình chuyển động làm mờ tắt đi đồ. Cái này là cái motion blur này, cái này cái ngu nhất luôn á. Ok, chắc được rồi đó. Là sao chuột hơi ấy, chậm chuột hơi chậm nha. Để chỉnh tí chuột cao cao lên tí đã. Ok. Ủa cũng vậy à. Chỉnh tăng lên tí đã. Ok. Easy easy. Ok vào game. Hử? Cái gì đây? Loot được hả? Như chưa cho loot, chưa cho loot. Cái lồn gì đây? Ô mẹ này cái chùa. Ôi mẹ cái này cái chùa à. Mà sao vẫn thấy chậm nha. Độ nhảy góc nhìn tăng gia tốc là sao? Không biết nữa nhưng mà mình nghĩ cái này là ok hơn rồi đó. Phải skip, skip, skip đoạn này. Ok, mở, bấm E để mở cửa. Má thằng kia bị tra tấn, hình như ông già bị tra tấn các bạn. Chết mẹ ông già bị tra tấn rồi, ông già bị tra tấn rồi. Có cách nào cứu ổng không? Hình như không có cách cứu ổng rồi, thôi, cái ba anh trai. Ê đù, tuổi vàng nè, tuổi vàng nè. À, như là tuổi vàng là tuổi chống lại cái thằng này nè. I knew your father. We're here to rescue you, son of Rohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Okay. Darpan would understand. Now stay close. Mình là người sẽ được tụi này cứu. Còn trai kia bị bỏ lại hả? Vãi lồn thiệt. Shit, they know we're here. The door, quickly! Bị chim cút, chim cút. Báo vàng. Ok ok ok. Understand. Được rồi đi thôi. 3. Ủa sao cái chạy? Tưởng phải chạy liền chứ. Rồi đi 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 đi. Cái mình cúi xuống mà biết cúi sao đâu.
Ôi mẹ ơi, mới nó bắn kìa. À, bắn. Bắn rác thế. Ôi là trời. Bắn mẹ để vào. Đù, mấy nó mang voi vô quẩy luôn. Mấy game này vui nha. Game này ở trên núi hả? Khi rác là cái gì? Hình tròn để hồi máu. Đúng luôn, đúng cái kiểu hồi máu đặc trưng. Mình có súng hả? Và là hồi tụi này sẽ giống như mấy thằng trong Fireba tay có màu đỏ vậy nè. Biết ngay mà bắn vô đó là nổ. Máy nhạc ngầu nha. Khoan, để mình tắt nhạc luôn. Mặc dù mình biết là nhạc sẽ hay hơn nhưng mà các bạn ơi, YouTube nó chết một phát này chết. Âm thanh đâu? Âm thanh đây nè hả? À, âm thanh. Tắt nhạc đi. Ok. On your right. Mày, con mẹ mày. Con mẹ mày. Mày ra đây. Đưa đầu mày ra đây. Chạy hơi xa đi em trai. Thời máu, thời máu, thời máu, quên thời máu. Easy. 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 Thôi mẹ ơi. Mắn. Quay. Gì vậy? Đang chạy ngon lắm. Áp lực quá, áp lực quá. Mình là người được ưu tiên cứu luôn á. Ôi là trời. Không sao, còn sống. Còn thằng này bị chết mẹ rồi. Hello. Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Đúng má. Bắt tài bị đỉnh áo rồi. Má nó dịch tục thiệt. Mấy ông dịch tục thiệt. Head to the tower. Okay, bây giờ sẽ đến tòa tháp hả? You can do this, Ajay. Tòa tháp tốt đằng kia luôn. Có súng không? Tốc độ chuột chậm quá. Chuột thì bấm cho chuột đi. Bấm đẩy lên cao thử coi. Ôi quê, ok đúng rồi đó. Nhưng mà lại tí đã. Lại tí. Nhanh quá. Ok, vừa. Chết. Bấm T để ném đá. Ok, hiểu. Cái này giống như cơ chế của Fireba thôi. Quay lại. Ok. Mình sẽ chạy qua đây. Easy. Ok, easy. Chết mẹ, cậu thằng bên này, còn mình thằng bên này. Mượt liền. Ấy, hình như tụi nó phát hiện ra đằng sau. Ok, mượt liền. Học tiếc. Easy anh trai. Easy. Đem rồi, có AK xài. Có AK xài là mượt. Chết mẹ. Bây giờ dưới đây thì làm sao để lên đây giết tụi này đây? Giờ sao ta? Tụi kia phát hiện ra rồi. Giết luôn hả? Đù má ha, ngon lành. Ngon lành liền. Hơi cổ đấy chứ tao mệt ghê, kẹo lắc. Ok, ngon, có tiền xài. Tụi kia phát hiện rồi, ba thằng kia phát hiện rồi. Bây giờ mình đi được đúng đường chưa ta? Đúng rồi. Ok, mượt liền. Cầm khẩu, có khẩu súng trên tay, thấy tinh thần vững chãi liền. Hư chết hả? Ok. Chạy lên kia đã.
gì đây? Để lấy mồi. E lấy da. À, lấy da xong ném ra thì sẽ hút kẻ, hút mấy con hổ gì đó. Hút mấy con hổ sẽ chạy tới là dí mấy thằng kia hả? Khoan khoan, nghe tiếng nha, nghe tiếng nha. Tụi nó dưới kia, tụi nó dưới kia. Thôi, tụi nó dưới kia, kệ mẹ tụi nó, mình chạy lên đây mà. À không, à không, à không. Bấm cái nào để dụ mồi. Đây hả? Ok. Tức là cứ ném ra có con hổ chạy tới hả? Hết sọt liền. Ngon lành liền. Má nó có giết mình không ta? Không 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 không. Thôi cửa đã. Ôi mẹ ơi. Mày hả mày? Má tao đã tha cho mày rồi. Thôi lột da gấu luôn. Đợi có mấy khi gặp gấu để giết đâu. Có khi mốt lại cần da gấu để ráp đồ nữa. Game Far Cry 3 chùm ghép đồ luôn mà. Ok. Tiếp. Đó, mới game vô game nhìn đồ họa đẹp quá ha. Đồ họa đẹp nha. Mình thích mấy cái kiểu game thế giới mở đồ họa đẹp vãi. Thì tất nhiên ai chả thích đồ họa đẹp. Má nó nhìn quầy vốn ghê á. Wow, bị phát hiện. Lại AK, tụi này không có khẩu nào xịn xịn hơn hả? Máy ảnh, tất nhiên, mình biết cái điều này. Far Cry 3 là chùm cái mấy cái vụ này luôn á. Ok, mượt. Giờ sao ta? Giờ đột nhập sao ta? Thật sự không biết đột nhập sao luôn á. Bây giờ ném đá cho tụi nó không để ý mình hả? Chết mẹ, như ném đá xong tụi nó còn để ý nhiều hơn á. Giờ sao trời? Đó, ném qua đây. Ok, mượt. Lộ mẹ rồi. Má lộ được. Đủ mấy con hổ nó vô cover mình luôn. Ngon. Má ngon lành liền. Đủ quá ngon. Trời. Má con này cover mình luôn. Mình giết nó mình có da. Trời ơi easy. Easy. Da báo tuyết. Ngon liền, cảm ơn mấy anh trai nha, cảm ơn nha, sao đau anh em nha. Kim cương này chắc để lút nè. Chuẩn luôn. Thôi làm nhiệm vụ tiếp. Leo đây hả? Cái gì? Nhấn núng giữa để ném lựu đạn. Ném ở giữa để ném lựu đạn hả? Ê ơi, mình chỉnh được nè. Rồi, ok, để chút nữa thử ném lựu đạn thử coi. Ngon nha. Mà hát có cái skill dụ báo xong hài vãi. Giờ mình phải chua kia hả? Bơi qua kia, lội ngược suối luôn. Má sai nha, mới vô game mà sai nha. Chết mẹ, chỗ này không phải chỗ lên rồi. Lên đây, lên đây.
Ok, nãy mình thấy có sợi dây bên kia chắc là nhảy qua. Ok, chuẩn luôn rồi đó. Chuẩn luôn, nhảy qua. Nó có gì nè. Con dê. Mà thôi từ từ đi. Má dưới xong tụi lính nó phát hiện ra nữa. Nghe tiếng súng mà. Bây giờ mới chạy trước mặt với cưng chưa trời. Ngồi liền. Chạy theo là chết liền. Easy. Mình được 2 da dê. Mình nghĩ chắc là cơ chế cũng giống như Fire 3. Nếu như mình giết bằng tay không hoặc là bằng cận chiến dao hay là cung vậy sẽ được 2 da thì phải. Còn nếu mà giết bằng súng thì sẽ được 1 da thôi tại vì da nó nát. Wow. Mình thấy con đại bàng hả? À không, cái miếng này nó bay. Ai dây là mẹ gì? Dùng dây thần lên. À đây nè. Ok, vậy có người trèo lên hả? Trèo lên là lúc này. Trèo lên lúc trái. Ok, có người quăng thì chắc chắn là có đồng đội trên này rồi. Chuẩn con mẹ nó luôn. Hello chị gái. Con trai của Mohan. Mình là con trai của Mohan hả? Ừ, rồi sao? Chị hỏi xong dắt người ta đi ba. Bắt mình phải tự đi vậy hả? Chán thiệt sự. Ok, má mượt nha. Game đẹp quá. Nhìn xịn sò phết. Gì? Tattoo đẹp dữ trời. Thấy không? Graffiti đẹp dữ trời. Hello chị gái. Hello anh trai. Vì chú là con trai của Mohan Gale. Chú có thể không biết dưới cái tên có sức ảnh hưởng đặc biệt với Hoàng Kim Lộ là con mẹ gì. Hả AK không? Tụi này cuồng AK rồi. Nhiệm vụ là cái gì? Làm mẹ gì ở đây vậy? Phòng thủ hả? Đồ hết, tính mặt đồ tuyết luôn. Mình để chế, mình set là mình set chế độ ở giữa các bạn có 3 chế độ, mình set chế độ bình thường á. Mày Trên này. Tụi nó lấy xe trực tuyến luôn hả? Cái lùn mía ngầu vậy. Rồi hết đạn rồi. Khoan, phòng thủ rồi, đừng máu chó. Đó, máu chó là chết. Trời đồ quá. À đúng rồi, thử ném lựu đạn thử coi. Ly chưa? Còn. Chưa hết, má còn luôn. Đâu vậy, bắn đâu vậy? Cái gì luôn vậy? Chết mẹ. Rồi xong đi ăn. Ăn tức luôn, dính nguyên pha bão tuyết luôn. Bất tử. Hào quang nhân vật chính không thể nào chết được. Còn sống liền. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Thằng này cũng đẹp trai nha. Nhìn đẹp trai kiểu mạnh mẽ. Ok, hoàn thành cái đoạn đầu intro game mới vô game rồi đó. Mệt ghê á.
Game hay thật sự. Ajay Gale được sinh ở Kira. Ajay Gale là thằng này hay là mình? How did you know to find me? À, là thằng này nè. You saw Bacon's chopper nearby. He's never down this far south, and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banupur. Mái nhà của những chiến binh nè. Home of the Golden Path. À, Hoàng Kim Lộ là một là những chiến binh Hoàng Kim Lộ. Where's Darpan? He didn't make it. Tụi này giống như Tây Tạng hay sao á. Mohan's son. Let me understand. Darpan's dead? Hmm? And you brought me this? I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Bây giờ mình không được đến cái đền thờ đó, hình như là phải qua cái gì đó nữa đó. Kiểu chứng minh thân phận hay sao này nọ, thể hiện sự tôn nghiêm của mình để tới nhà đền thờ đó. Bây giờ mình chỉ được phép ở đây thôi à. Làng Banapur 200178 mét là cách mực nước biển hả? Hello Asinamoto, nó nhiều quá. Nó ít thôi. Má mình đi rồi nó còn nói luôn. Ok. Chồng tôi thích may vá. Ông ấy từng may quần áo cho cả gia đình. Bây giờ ông ấy đọc đồng phục của Hoàng Kim Lộ. Rồi sao? Rồi sao anh trai? Rồi xem chị gái. Kể vậy thôi hả? Mới gặp mà kể cả gia đình rồi đó. Nói chuyện không? Ôi giời. Vậy mà tưởng cho nói chuyện. Chuyện không? Quên, người ta đang làm việc. Quên, mất lịch sự quá à. Bà này ngồi rảnh nè. Rảnh nè. Nói chuyện không chị? Ồ. Đợi súng luôn hả? Thôi thôi thôi, đâu ngu. Dạ, trả súng chị ơi. Nó tự nhiên lấy khẩu súng đó chị. Cầm AK cho sướng không? Ok, chị vô đây chắc làm nhiệm vụ mới nè. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc tập ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe cũng như hãy comment ở bên dưới những điều mà mình sẽ cần cải thiện ở các video lần sau. Ok, đây khoan cái gì vậy? Cái thùng vậy? Không không, cái nhà trong cái thùng. Nhìn đồ hóa đẹp nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.